Hôm nay em vô cùng cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Nam đến từ công ty Yongon đã đến với triển lãm của Hikari. Hôm nay rất cảm ơn lái từ Yongon công sư chi sư chủ quản của Đoàn Sổ lái của mình Hikari tại Việt Nam của Trung Minh tự sản hội. Tôi xin bài phản lý một chút. Hiện tại Yongon công sư tại trần chiếu sang miệng có chỉ có công trạng. Rồi công nhân sư ý công sư tốt sản. Em muốn hỏi anh một chút là hiện tại thì công ty của mình trên toàn thế giới có mấy xưởng và số lượng nhân viên đến bao nhiêu ạ? Ok, trước hết là cũng cảm ơn công ty Hikari cũng như là công ty Phồn Thịnh Đại Quang và cảm ơn ekip. Tôi là Nguyễn Mạnh Nam, phụ trách maintenance cho Giang Oan ở Việt Nam. Và hiện tại Giang Oan, tập đoàn Giang Oan thì có các nhà máy ở Việt Nam, ở Bangladesh và một số nước khác. Và tổng số lao động hiện tại của tập đoàn Giang Oan trên toàn thế giới là gần 100.000 lao động, cán bộ công nhân viên gần 100.000. Hikari的公司表示感谢，请他来参加我们的展会。他说现在他们中关公司的全球工厂达到5个工厂，在越南、孟加拉，一共工人 达到10万人以上。Em muốn hỏi anh một chút là hiện tại thì máy Hikari bên em thì bên anh đã sử dụng loại nào? Tôi muốn hỏi anh một chút là tại công ty của Hikari của thiết bị chủ yếu là gì? Hiện tại thì bên nhà máy Giang Oan Việt Nam nói riêng và tập đoàn Giang Oan nói chung thì chúng tôi hiện tại đang sử dụng một số loại máy của Hikari, ví dụ như máy bắt sổ Hikari và máy bổ túi tự động Hikari. Đó. Và các máy hiện đang hoạt động rất là tốt. Số lượng thì bao nhiêu ạ? Hiện tại như ở Giang Oan Việt Nam là chúng tôi sử dụng là hơn 1.000 máy bắt sổ và có một số máy bổ túi tự động và máy lập trình, máy template. Và ngoài ra bên nhà máy Bangladesh như tôi được biết là cũng sử dụng số lượng rất là lớn, rơi vào tầm gần 10.000 thiết bị, bao gồm cả máy bắt sổ và các máy tự động khác. Họ nói tại Việt Nam thì sử dụng Hikari của bao phủ khí đạt đến 1.000 thái. Bên ngoài thì 700 thái hiện đại khí, còn có khoa yang khí. Bên ngoài thì tại Mông Sa La, Hikari của khí khí có thể đạt đến 1.000 thái bao phủ khí. Em muốn hỏi một chút là về phương diện kỹ thuật thì anh thấy chất lượng của Hikari thế nào? Tôi muốn hỏi anh một chút về kỹ thuật. Phương diện, anh thấy Hikari khí khí phẩm chất như thế nào? Như bạn cũng biết là thời buổi công nghệ 4.0 có rất nhiều hãng máy và các hãng máy đều có những cái đặc điểm riêng và có những cái thế mạnh riêng. Tuy nhiên là qua quá trình sử dụng máy Hikari thì chúng tôi đánh giá là máy Hikari là về chất lượng rất là tốt, đã cải thiện được rất nhiều cái nhu cầu trong nhà máy. Ví dụ như là cải thiện về năng suất, về chất lượng, về con người. Đó là lý do vì sao tập đoàn Giang Oan chúng tôi vẫn hàng năm và chúng tôi tiếp tục sử dụng máy Hikari cho sản xuất. Họ nói hiện tại họ sử dụng Hikari sản phẩm sau, họ thấy Hikari không ngừng thay đổi kỹ thuật, không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, và sản lượng. Vì vậy, họ Giang Oan luôn tin tưởng Hikari công ty, mỗi năm đều từ Hikari công ty mua được sản phẩm. Em cảm ơn anh đã hôm nay đến buổi phỏng vấn hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Rất cảm ơn Đoàn Sổ để cho chúng tôi